Sáng ngày 14 tháng 9, 2020, Công an thành phố Châu Đốc, An Giang cho biết vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, bắt giam các đối tượng Huỳnh Thị Tú Nga, sinh năm 1983, Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1962 và Huỳnh Thị Ngọc Ánh, sinh năm 2000, cùng trú tại phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo kết quả điều tra, Nga và Ngọc Ánh là con và cháu ruột của Xuân, tổ chức mua bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn thành phố Châu Đốc và các huyện lân cận, làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân thời gian qua. Với quyết tâm triệt xóa tụ điểm mua bán ma túy của Nga, Công an thành phố Châu Đốc xác lập chuyên án mang bí số 319N. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9, Công an thành phố Châu Đốc phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành bắt giữ Nga, Xuân và Ngọc Ánh, đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của các đối tượng. Lực lượng công an phát hiện thu giữ 10 bọc heroin, nhiều dụng cụ để sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy, khoảng 10 cây mã tấu, dao các loại và 2 cây súng tự chế bắn cồn. Tại thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng tỏ thái độ bất hợp tác, hung hăng la hét và chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.